Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hạng, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Lily và Kim Hoa rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Và kính thưa quý vị, sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề ngân hàng trực khiêm RBA liên tục gia tăng lãi suất, và lần gia tăng mới nhất là vào ngày 7 tây tháng 2 vừa qua khiến cho lãi suất lên mức 3.35%, gây thêm nhiều khó khăn cho đời sống của cư dân, thì trong hai ngày vừa qua một luồng tranh cãi khác lại xuất hiện liên quan đến vấn đề hưu bổng superannuation, khi mà chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese đang mong muốn đệ trình một cái dự luật không cho phép những người đóng tiền vào quỹ hưu bổng này được phép rút tiền ra sớm sau khi vào năm 2020 và 2021 vừa qua, chính quyền tiền nhiệm Morrison đã cho phép người dân được rút 20.000 tối đa từ quỹ hưu bổng của mình để đáp ứng đời sống khó khăn trong đại dịch COVID-19, làm thất thoát 36 tỷ đô la của quỹ Super trong tổng số 3.300 tỷ đô la. Và đó là điều mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đang muốn ngăn chặn lại. Tuy nhiên, những cái ngăn chặn này lại làm cử tri không hài lòng, mà đặc biệt là liên đảng tự do ở thế đối lập. Hiện nay thì đảng tự do đang tố cáo chính quyền Albanese là đã bội tín với cử tri, khi mà trong cuộc vận động tranh cử vào tháng 5, Thủ tướng Albanese khi đó là lãnh tụ đối lập tuyên bố sẽ không có một thay đổi gì đối với vấn đề Super sau khi chính quyền lao động được thành lập. Tuy nhiên nay thì có vẻ những cái lời cam kết bầu cử đã không còn được thực hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó chỉ là một đề xuất thay đổi đối với cái quỹ hưu bổng. Nhưng nay chính phủ của Thủ tướng Albanese lại hứng thêm búa rìu dư luận nữa, khi mà lại đang xem xét có một cái thay đổi lớn đối với hệ thống này, đó là bãi bỏ một cái ưu đãi lớn về thuế đối với cái tiền hưu bổng. Chẳng hạn theo cái quy định hiện tại thì người lao động mà có cái thu nhập dưới 250.000 đô la mỗi năm thì có thể đóng vào cái quỹ hưu trí trước thuế của họ với tỷ lệ là 15%, tương đương tối đa là được 27.500 đô la trong năm tài chính này. Và một phân tích gần đây của một viện nghiên cứu cho thấy là các ưu đãi về thuế đối với tiền hưu bổng như vậy thì sẽ khiến ngân sách của chính phủ liên bang thất thu tới gần 53 tỷ đô la riêng trong năm tài chính 2022-2023 này. Tức là gần bằng với cái chi phí trích ra từ quỹ hưu bổng trong việc mà chăm sóc người cao tuổi. Và tại cuộc họp nội các vào ngày hôm qua thứ Ba thì Bộ trưởng Ngân khố là ông Jim Chalmers thì đã phát biểu rằng là cái khoản ưu đãi về thuế như vậy là quá nhiều và cần phải điều chỉnh lại. Đề xuất này thì đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Liên đảng Tự do Quốc gia đối lập cũng như dư luận Úc nói chung. Họ cho rằng như vậy là Đảng Lao động đã không giữ lời hứa của mình trong cuộc tranh cử hồi tháng 5 năm ngoái. Bởi chúng ta còn nhớ là trong cái chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 5 năm ngoái thì Thủ tướng Anthony Albanese đã nói rằng là nếu mà Đảng Lao động lên cầm quyền thì sẽ không có ý định thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với hệ thống hưu bổng hiện tại. Cam kết này thậm chí còn được một lần nữa khẳng định bởi chính Bộ trưởng Ngân khố là ông Jim Chalmers khi đó cũng nói rằng là cử tri Úc không nên mong chờ có những cái thay đổi lớn trong hệ thống hưu bổng. Đương nhiên thì bây giờ ông Albanese đã bác bỏ những cái ý kiến cho rằng là Đảng Lao động đã thất hứa
khi mà ông cho rằng là những cái thay đổi dự kiến đưa ra như vậy là cái tầm nhìn của chính phủ cho 10 hoặc 20 năm tới? Đúng là chính phủ không thất hứa, chính phủ chỉ đang dự định mà thôi, và đang trong cái giai đoạn trưng cầu dân ý, một cái cuộc trưng cầu dân ý trong một kép, có nghĩa là xem tất cả phản ứng từ các bên như thế nào. Nhưng đây cũng rõ ràng là một cái hình thức su cao thuế nặng mà chính phủ đang muốn áp dụng để một phần nào đó gia tăng cái ngân quỹ quốc gia, một trong những cái ngân quỹ đang bị thất thu, mà sự gia tăng này không hề nhỏ, ở mức là 52 tỷ đô la cho mỗi một năm. Và đó là những cái cách tính của chính phủ, và chúng ta chưa biết là chính phủ có đạt được nguyện vọng hay không. Nếu như đảng xanh chống đối và các nghị sĩ độc lập chính chống đối thì chắc chắn là dự luật sẽ không thể nào được Thượng viện thông qua, mặc dù được Hạ viện thông qua một cách dễ dàng, bởi vì Hạ viện là nơi chính phủ có đa số. Trở lại với vấn đề kinh tế tài chính, kính thưa quý vị, một trong tứ trụ ngân hàng của nước Úc là ngân hàng National Bank ngày hôm nay lại tiếp tục đưa ra những cái cảnh báo rất là tiêu cực về sinh hoạt kinh tế tại Úc. NAB cho rằng nước Úc đang đứng rất gần trước nguy cơ suy thoái kinh tế. Và để đưa ra một cái thí dụ chứng minh cho suy đoán của mình, ngân hàng NAB đã viện dẫn là giá nhà trong năm nay 2023 dự phóng sẽ giảm hạ thêm 11%, sau khi đã giảm hạ đến 18% trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, NAP cũng dự phóng là tổng sản lượng nội địa GDP tại Úc sẽ gia tăng ở một mức rất chậm, có thể là 0.7% trong năm 2023 và 0.9% trong năm 2024, và đó là bối cảnh tích cực. Tuy vậy, NAP cũng cho rằng một vài quý trong năm nay 2023, tổng sản lượng nội địa GDP có thể sẽ gia tăng ở mức 0.1%, có nghĩa là một cái mức quá thấp, và thậm chí thấp hơn cả 0.1%, có nghĩa là ở mức âm. Và theo một cái định luật tài chính, bất cứ một cái quốc gia nào khi mà chúng ta có hai quý liên tiếp GDP gia tăng ở mức âm thì nước đó sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Nhưng suy thoái kinh tế nó có hai vế, và về suy thoái về kỹ thuật và thực sự suy thoái. Về mặt kỹ thuật, nếu mà sự giảm hại GDP ở mức 0.1 hoặc trừ 0.2 thì đó chỉ là suy thoái về mặt kỹ thuật, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu suy thoái ở mức âm 10% hoặc là âm 15% thì đó thật sự là mối nguy cho kinh tế của nước Úc. Và vì vậy, các chuyên gia vẫn tin tưởng là nước Úc nếu bị suy thoái thì chỉ mang tính cách kỹ thuật mà thôi. Vâng, một nền kinh tế mạnh như Úc thì không chỉ các chuyên gia mà các hộ gia đình, những người mà đang phải chi tiêu hay vật lộn với cuộc sống hàng ngày thì đều không mong muốn kinh tế của Úc rơi vào suy thoái. Còn thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết là ngân hàng chữ kim RBA trong cái cuộc họp vào tháng 2, cụ thể là vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, thì RBA đã quyết định gia tăng lãi suất tiền mặt cơ bản thêm 0.25%. Thế nhưng mà hôm nay RBA đã công bố một cái biên bản cuộc họp hội đồng quản trị vào hôm 7 tháng 2 đó, cho thấy là đã có hai khả năng gia tăng lãi suất cơ bản được đặt lên bàn để thống đốc Philip Lowe quyết định. Một là quyết định nâng lãi suất thêm 0.5%, và nếu mà thực hiện thì đây được cho là mức tăng mạnh tay nhất của ngân hàng chữ kim đối với khoản lãi suất tiền mặt cơ bản như vậy. Hai là chỉ tăng một nửa mức này, tức là tăng 0.25%. Và ban lãnh đạo RBA đã phải rất đau đầu để cân đo đong đếm rất nhiều trước hai khả năng này. Và cuối cùng, như chúng ta đã biết là thống đốc của ngân hàng RBA đã ra quyết định là chỉ tăng 0.25%. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng nói rõ là việc để mức tăng như vậy, nhưng ít nhất sẽ còn hai lần gia tăng như vậy nữa trong năm nay. Và kính thưa quý vị, biên bản của phiên họp vào ngày 7 tháng 2 vừa qua một lần nữa minh chứng cho sự vô tội của thống đốc Philip Lowe, là bởi vì sau khi RBA loan báo gia tăng lãi suất thêm 0.25% trong phiên họp ngày 7 tháng 2 thì rất nhiều lời chỉ trích đã nêu ra đối với cá nhân của tiến sĩ Philip Lowe, đặc biệt là những lời chỉ trích này còn đến từ những cái chính trị gia của đảng lao động cũng như là của liên đảng đối lập. Và nhiều người đã yêu cầu Thủ tướng Albanese là hoặc là Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers phải có những cái hành động sa thải hoặc là không tiếp tục nhiệm kỳ thống đốc của ông Philip Lowe vì những quyết định gia tăng lãi suất như thế này. Nhưng mà rõ ràng là trong phiên họp vừa qua, tiến sĩ Philip Lowe là người đã
đưa ra một cái quyết định nhẹ nhàng, mặc dầu ông biết rằng quyết định này cũng sẽ làm cư dân thêm khó khăn, nhưng khó khăn này vẫn không đáng hoặc là vẫn không nặng bằng nếu RPI gia tăng ở mức là 0.9%. Và đây cũng chứng minh cho những lời biện hộ của Thống đốc Philip Lowe trong hai phiên điều trần trước Quốc hội, khi mà ông cho rằng Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Trữ Kim RPI có đến 9 người. Ông chỉ là một trong số 9 thành viên mà thôi. Và mặc dầu ông là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng vẫn phải được sự đồng ý của 9 thành viên còn lại. Và quyết định gia tăng 0.25% là quyết định nhẹ nhàng nhất mà Thống đốc Philip Lowe muốn đưa đến cho cư dân Úc. Nếu mà ông quyết định gia tăng 0.5% thì chúng ta lại càng khó khăn nhiều hơn. Vâng, thế cho nên là đáng lẽ là ông phải được hoan nghênh ca ngợi. Thế nhưng mà ông phải được cấp bằng khen chứ không không nên bị chỉ trích. Vâng, vừa qua chúng ta thấy ông bị chỉ trích rất là nhiều. Còn thưa quý vị và các bạn, trong ngành giáo dục của tiểu bang New South Wales thì chính phủ của tiểu bang cũng vừa có một cái quyết định là gia tăng cái khoản tài trợ 152 triệu đô la với hy vọng là có thể giữ chân được những giáo viên có tay nghề cũng như thu hút sinh viên theo học cái ngành này. Tuy nhiên khoản tài trợ gia tăng này lại là chỉ để tăng lương cho những giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Theo đó, giáo viên có thành tích tốt nhất ở các trường có thể được tăng thêm tới 40.000 đô la trong năm nay. Và có 200 giáo viên được lựa chọn từ 52 trường sẽ được tăng lương trong đợt đầu ngay trong năm nay. Và đợt sau sẽ có thêm khoảng 600 người nữa nếu mà chính phủ liên đảng hiện nay tái cử trong cái cuộc bầu cử nghị viện của tiểu bang vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Và sáng kiến này được đưa ra khi mà ngành giáo dục của tiểu bang New South Wales chứng kiến có tới 10.198 giáo viên rời bỏ ngành giáo dục riêng trong năm ngoái 2022. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phe đối lập chỉ trích, tức là cụ thể là Đảng Lao động của New South Wales, vì họ cho rằng là chỉ giúp tăng lương cho số rất ít giáo viên, tức là số mà giáo viên có thành tích tốt chỉ chiếm có 1% trong tổng số giáo viên của toàn tiểu bang. Và những cái việc mà tăng lương cho ngành giáo dục như vậy cũng chỉ như một việc để chính phủ liên đảng của tiểu bang New South Wales hiện nay là bỏ tiền để mua phiếu của cử tri mà thôi. Vâng, tất cả những cái quyết định gì của chính quyền thủ hiến Dominic Perrottet đều bị lao động cáo buộc đó là lấy mua phiếu của cử tri. Nhưng mà rõ ràng là ngành giáo dục tại tiểu bang New South Wales đang trên đà đi xuống, và có thể nói là đi xuống một cách rất là trầm trọng. Theo một cái thống kê của PISA, là một cái tổ chức giáo dục quốc tế, đã cho biết trong cái thời gian từ 2006 cho đến năm 2018, nền giáo dục của tiểu bang New South Wales đã có một cái sự giảm hạ rõ rệt về những cái thứ hạng trong các ngành khoa học, các ngành đọc viết cũng như là môn toán. Một cách cụ thể thì New South Wales đã bị sụt hạng từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 23 cho các môn về khoa học. Trong khi với các môn đọc viết thì cái sự sụt hạng này là từ hạng 6 của năm 2016 rớt xuống hạng 23 của năm 2018. Và đối với môn toán là cái sự sụt hạng rất là nặng nề, từ hạng 9 xuống hạng 32. Đó là những cái chỉ số cho thấy là nền giáo dục của New South Wales đã đi xuống và rất cần sự đầu tư từ chính phủ. Cho dù là chính phủ liên đảng của thủ hiến Perrottet hay là chính phủ lao động, sau ngày 25 tháng 3 sắp tới đều có trách nhiệm. Những cái thông tin này, thưa quý vị và các bạn, là những bậc phụ huynh nào mà đang sinh sống ở tiểu bang New South Wales, có con em đang theo học ở các trường, có lẽ là nghe không được vui lắm. Còn trong lĩnh vực hàng không, thưa quý vị và các bạn, những ai hay phải thường xuyên đi lại máy bay của hãng hàng không Qantas thì có lẽ vẫn chưa cảm thấy hài lòng, đặc biệt bởi các cái dịch vụ đối với khách hàng chưa được cải thiện, mà giá vé mỗi chuyến bay thì đều đã gia tăng thời gian qua. Chính vì vậy mà sau khi hãng Qantas thông báo một cái kế hoạch là chi tới 100 triệu đô la để nâng cấp các cái phòng chờ cho khách hạng sang ở một số sân bay cả ở nước ngoài, đã vấp phải sự chỉ trích của các khách hàng. Họ cho rằng nên dùng số tiền đó để mà thuê thêm nhân viên, cải thiện các cái dịch vụ cho khách hàng hay là giúp ngừng tăng giá vé. Tuy nhiên, ông chủ của hãng Qantas là ông Alan Joyce thì đã bảo vệ cái kế hoạch này của hãng, cho rằng là việc mà hãng tăng giá vé máy bay là do chi phí nhiên liệu gia tăng, mà theo ông là cũng đã cao tới hơn 65% giá cái thời trước COVID-19. Trong khi giá vé chuyến bay ông cho hiện nay chỉ là cao hơn, tăng tới 20% so với năm 2019.
Và ngoài ra, việc mà hãng đưa các cái loại máy bay hoạt động trở lại sau thời gian ngừng bay vì đại dịch thì cũng khiến cho cái tiền bảo trì mà hãng phải chi ra rất là cao, cộng với việc phải đào tạo lại các cái tiếp viên hàng không hay là phi hành đoàn cũng ảnh hưởng đến việc mà khách hàng của hãng phải trả tiền giá vé cao hơn. Trong khi đó, vào tháng 12 năm ngoái, thì Ủy hội Giám sát Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng ACCC thì cũng đã đưa ra cảnh báo với các hãng hàng không rằng là ủy hội này sẽ giám sát việc gia tăng cái giá phí vé máy bay nội địa sau khi có rất nhiều báo cáo cho thấy là hành khách của Úc Châu đi lại trên các chuyến nội địa, đặc biệt của hãng Qantas, đang phải trả cái phí vé rất là cao. Và cũng chính vì vậy mà ủy hội ACCC cho rằng là cái báo cáo sắp sửa được đệ trình, dự kiến là vào cuối tháng 3 năm nay, sẽ cho biết là những cái hãng hàng không nào đã bán giá vé máy bay cao hơn quy định, và chắc chắn là sẽ có những cái biện pháp trừng phạt. Tuy vậy, Qantas cũng có cam kết là giá vé sẽ giảm hạ trong năm nay, nhưng mà chúng ta không biết là sẽ giảm hạ như thế nào. Mặc dù vậy, ngoài Qantas thì Sydney hoặc là Úc Châu của chúng ta cũng vừa mới có thêm một cái hãng hàng không giá rẻ khác là hãng hàng không Browser. Và hãng hàng không này hiện nay đang khá là cạnh tranh với những cái vé nội địa chỉ ở mức là khoảng từ 59 đô la. Nhưng mà nó chỉ di chuyển đến những cái khu vực nông thôn thôi. Những cái thủ phủ như Sydney, Melbourne, Perth và Brisbane thì lại chưa có những cái chuyến bay này. Và hy vọng là chúng ta sẽ lại tiếp tục có được những cái thông tin vui trong cái lĩnh vực du lịch nội địa. Riêng về lĩnh vực sức khỏe, kính thưa quý vị, một cái thông tin không mấy hài lòng với những cái đợt lũ lụt vừa qua, với những cái cơn hỏa hoạn sắp tới, sẽ là một trong những cái nguy cơ làm cho nhân số người cư dân Úc bị những cái căn bệnh về ung thư gia tăng. Lý do là bởi vì chúng ta phải thường xuyên tiếp xúc với một cái chất độc hại gọi là amian. Đây là một cái chất độc mà chúng ta thấy là nó có trong những cái căn nhà cũ kỹ khi chúng ta sửa nhà, đặc biệt là những căn nhà bị cháy hoặc những căn nhà bị hư hại vì lũ lụt, cần phải có cái sự sửa chữa, và đó sẽ là cái nguy cơ chúng ta trực tiếp tiếp xúc với những cái chất độc hại này nếu như chúng ta không có những cái đồ bảo hộ để mà bảo vệ cái không hít phải những cái khói bụi. Và đây là một trong những cái thống kê đã được Cancer Australia, có nghĩa là tổ chức ung thư, đã đưa ra để mà cảnh báo về một cái bệnh ung thư gọi là ung thư trung biểu mô, là một cái loại ung thư không thể chữa lành và thường xảy ra sau khi chúng ta tiếp xúc với cái loại chất độc amian này. Tại Úc của chúng ta đã có 760 người tử vong sau khi đã nhiễm với chất độc amian vào năm ngoái, cũng theo thông tin từ Cancer Australia. Và những cái mảnh vụn amian này được cho là cực kỳ nguy hiểm. Nó không làm cho chúng ta bị bệnh ngay lập tức, nhưng có thể tình trạng này sẽ diễn ra trong vòng một thập kỷ, có nghĩa là trong vòng 10 năm, thậm chí cũng có thể 60 năm sau mới bộc phát bệnh. Và vì vậy chúng ta đừng bao giờ coi thường cho rằng tôi vừa mới tiếp xúc với cái chất amian này rồi trong vài tháng vừa qua nhưng không cảm thấy có một cái tác dụng gì. Nhưng mà đó là cái thời gian quá ngắn, chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái hậu quả. Và cũng chính vì vậy mà Cancer Australia đã kêu gọi người dân Úc, nếu chúng ta phải làm những công việc sửa nhà thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải cần đầu tư những cái đồ bảo hộ, có nghĩa là PPE, cover hết người để chúng ta được an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp với cái loại hóa chất này. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang New South Wales thì ở khu vực bờ biển phía nam, vào cuối tuần qua đã xảy ra một cái vụ việc hết sức thương tâm. Đó là một bé gái mới được 5 tuần tuổi đã bị chính chó của gia đình cắn chết. Vụ việc đáng thương là xảy ra vào tối thứ Bảy, khi mà cha mẹ bé có tổ chức một cái bữa tiệc gia đình và bé được đặt trong một chiếc nôi nằm trên sàn nhà. Nhưng mà không rõ việc giám sát bé như thế nào mà khi cha mẹ phát hiện thì đã thấy con bị chó nuôi trong nhà cắn nghiêm trọng vào đầu và mặt. Họ đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện, thế nhưng mà bé cũng đã không qua khỏi 2 giờ sau đó. Cha mẹ của nạn nhân nói rằng thì con gái của họ thì được liên tục giám sát trong cái thời gian nằm trong phòng như vậy. Tuy nhiên lại không có ai trông thấy việc hai con chó tấn công vào bé gái này. Và cảnh sát đã mở cuộc điều tra, còn hai chú chó của gia đình thì cũng đã bị hội đồng địa phương bắt giữ. Và kính thưa quý vị, tại Adelaide,
cảnh sát đã bắt giữ một tên trộm mà những cái sản phẩm trộm lại vô cùng hy hữu và chắc cũng là lần đầu tiên xảy ra tại Úc Châu, đó là đã trộm những cái loại thịt cao cấp tại các siêu thị. Thông tin chính xác là người đàn ông này được mô tả là một nhà ảo thuật khi mà họ rời khỏi siêu thị với những cái rất là nhiều những cái loại thịt nhưng không hề bị phát hiện. Và việc này không phải chỉ xảy ra một lần mà việc này đã xảy ra liên tục trong 15 lần tại 15 siêu thị khác nhau với một cái trị giá bị thất thoát lên đến gần 5.000 đô la, bởi vì tên trộm này đã tuyển chọn những cái loại thịt bò đắt tiền nhất để mà lấy đi, đó là bò Wagyu hoặc là bò Angus, phải không? Và quan trọng hơn hết là sau khi trộm những cái vỉ thịt bò đắt tiền như thế này rồi thì lại đem đi bán lại để có một cái ngân khoản chi tiêu cho những cái mục đích khác. Rất là hy hữu tại Úc. Rất là hy hữu trộm thịt ạ. Và thưa quý vị, thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả của Vietfay TV liên quan đến sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Sydney. Ngày hôm nay thì tổ chức chăm sóc người lớn tuổi Cash Care đã tổ chức một cái lễ hội Tết, mặc dù là nó hơi muộn so với Tết so với tháng trước đây. Tuy nhiên Cash Care cũng muốn mang lại một cái không khí vui tươi cho những cụ ông, cụ bà sinh sống tại viện dưỡng lão này. Đều đáng hoan nghênh, đây là lần đầu tiên Cash Care đã tổ chức một cái lễ hội như thế này và rất xa so với cái trung tâm của mình, bởi vì Cash Care tọa lạc tại Kempsey. Nhưng Cash Care lại muốn đưa các bác đến thủ phủ của cộng đồng người Việt, đó là thủ phủ Kapramatta, để các bác có được một cái ngày hội đúng nghĩa của các bác khi mà có thể trực tiếp ngắm nhìn những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Và chúng tôi hy vọng là những sinh hoạt hữu ích như thế này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian sắp tới, bởi vì sinh hoạt cộng đồng là một trong những cái sinh hoạt giúp ích rất nhiều cho vấn đề sức khỏe về tinh thần cũng như là về thể chất của những cụ ông, cụ bà sinh sống tại các viện dưỡng lão. Vâng, mặc dù hôm nay thời tiết ở Sydney thì không ủng hộ, nhưng mà lễ hội chương trình này diễn ra rất thành công và đúng là một cái món quà rất là ý nghĩa đối với các cụ ông, cụ bà. Đối với các bác thì chắc lẽ là cũng không có mong muốn gì khi mà được tham gia lễ hội, cho nên cho dù trời nắng hay trời mưa gì thì ngày hôm nay vẫn là một ngày rất là vui. Vâng, cho nên là các bác tham gia rất là đông đủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.